Tình Đồ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Giảng lần thứ tư Phẩm thứ bảy Tất thành chánh giác Nhất định thành chánh giác Tập 210 Chủ giảng Hòa Thượng Thích Tịnh Không Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian Ngày 9 tháng 7 năm 2015 Dịch giả Diệu Hiệp Dạo Chánh Thích Thiền Trang Kính chào chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời An Tòa Mời An Tòa thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A à xà lê tùng niệm. Ngã đệ tử diệu âm. Thí tùng kim nhật Nải chí mạng tùng. Quy y Phật Đà, lượng túc trung tùng. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nại chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung tung quy y đạt ma ly dục trung tung quy y tăng già chư chúng trung tung a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nải trí mạng tùng quy y Phật Đà, lượng túc trung tung, quy y Đạt Ma, ly dục trung tung, quy y Tăng già dạ, chư chúng trung tung. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 532, trang 532, đếm ngược đến hàng thứ năm. Qua đề trí quan diệu dụng, có bốn đoạn nhỏ đoạn nhỏ thứ nhất là huệ quang chiếu khắp chúng ta xem kinh văn chỉ có hai câu nguyện ngã trí huệ quang phổ chiếu tập phương sát nguyện trí quang của con chiếu khắp mười phương cõi chúng ta xem chú giải của niệm lão đoạn trước biểu thị vô lượng thọ Đoạn này biểu thị vô lượng quang. Vô lượng thọ là thể. Vô lượng quang là tướng. Dùng từ tướng và dùng vô lượng thọ của thể này lưu xuất vô biên quá đức quá ít quá là giáo hóa đức chính là công đức giáo hóa bao gồm những điều chúng ta nói hiện nay trí huệ giáo hóa lý niệm giáo hóa phương pháp giáo hóa những điều này đều là đức ít là lợi ích giúp chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui đặc biệt là lời dạy của ami đà phật thật sự có thể giúp chúng ta lìa cứu cánh khổ thoát khỏi lục đạo luân hồi được cứu cánh vui Giảng sanh thế giới cực lạc Bất thoái thành Phật Đây là cứu cánh vui Cho nên nói lưu xuất Từ trong thể của vô lượng thọ lưu xuất Vô lượng vô biên quá đức Quá ít Tiếp theo, Ngài trích dẫn lời nói của Đại sư Thiền Đạo. Sách định thiền nghĩa của Đại sư Thiền Đạo. Đại sư có chú giải cho Quán Kinh nói với chúng ta về định thiền. Mỗi một thệ nguyện đều vì chúng sanh. Mỗi một thầy nguyện ở đây Chính là 48 nguyện chúng ta đã học ở phần trước Mỗi một nguyện đều là vì chúng sanh Không có một nguyện nào là vì chính mình Mà không vì chúng sanh Đây là điều chúng ta phải học Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy Học tập theo Ami Đà Phật kệ tụng này đây Chính là hiển bày tâm ấy Hai câu kệ này Hiển bày dùng tâm của A Di Đà Phật Xem kinh văn Nguyện quang minh trí huệ của con Chiếu khắp cõi nước trong mười phương Ami đà phật vô lượng thọ vô lượng quan vô lượng thọ là nói từ trên thể vô lượng quan là nói từ trên tướng nói từ trên tác dụng ngài phóng quan chiếu khắp cõi nước trong mười phương Vì sao vậy? Vì chúng ta biết Đức Phật quá thân Vô lượng vô biên Quang minh Của mỗi một vị quá thân Phật Đều chiếu khắp cõi nước trong mười phương đến cõi nước trong mười phương để tiếp dẫn người niệm phật cầu sanh tịnh độ cõi phật mười phương là vô lượng vô biên trong cõi nước mười phương tiếp nhận lời dạy của bổn sư như thế giới này của chúng ta thế giới ta bà đây là một cõi phật cõi phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đức Thế Tôn Ở thế gian này Khuyên bảo mọi người Tính nguyện trì danh Cầu sanh tịnh độ Chư Phật trong mười phương Mỗi một vị Phật Đều ở khu vực giáo hóa của mình Khu vực giáo hóa này Chính là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chính Pháp giới trong đó Điều vị cao nhất là Bồ Tát Duyên giác thành văn Bên dưới là sáu đường Gọi là chúng sanh trong chính Pháp giới Khuyên mọi người Tính nguyện trì danh Cầu sanh tịnh độ Vì sao vậy? vô lượng vô biên pháp môn không phải là không tốt mà pháp môn nào cũng tốt pháp môn bình đẳng không có cao thấp vì sao nhất định phải hoàng dương pháp môn tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ này vì pháp môn này đơn giản dễ dàng chỉ cần quý vị chịu tin Quý vị chịu niềm câu Phật hiệu này Không có người nào không thành tựu Đây là nguyên nhân gì? Đều là nương nhờ 48 nguyện của A Đà Phật Đều là nương nhờ Hai câu văn này Do A Đà Phật đã nói Nguyện ngã trí huệ quang Phổ chiếu thập phương sát Đây là bổ nguyện của A Di Đà Phật tương ưng với bổ nguyện Đức Phật quả thân đến mười phương thế giới để tiếp dẫn không có Đức Phật đến tiếp dẫn thế giới cực lạc ở đâu chúng sanh trong mười phương thế giới tìm không được không chỉ chúng sanh tìm không được mà Bồ Tát cũng tìm không được cho nên Bồ Tát giảng sanh Vẫn là do Đức Phật đến tiếp dẫn Trí huệ quang minh có hai ý nghĩa Nghĩa thứ nhất Như trong kinh nước bạn đã nói Quang minh gọi là trí huệ Quang Minh là tên gọi khác của trí huệ trí huệ cũng là tên gọi khác của quang minh quang minh là trí huệ thêm nữa trong kinh siêu nhật minh tam muội trong đó nói đại trí phát ra bên ngoài có thể chiếu pháp giới gọi là quang minh đại trí này từ đâu sinh ra từ trong tự tánh vốn định sanh ra tự tánh vốn định chính là vô lượng thọ khi khai ngộ đại sứ huệ năng nói với chúng ta nào ngờ tự tánh vốn không dao động tự tánh là chân tâm chưa từng dao động không từng lung lay không có dao động chính là tự tánh vốn định vì vậy phật pháp vô lượng vô biên pháp môn tu điều gì hết thảy đều tu thiền định vì sao vậy vì thiền định tương ưng với tự tánh vốn định tức là vốn không dao động đạo lý ở chỗ này phàm phu chúng ta khởi tâm đồng niệm trước nay chưa từng có định chân tâm vốn không dao động còn vọng tâm thì niệm niệm dao động chúng ta nhất định phải biết ý niệm di tế này Học Phật mới có được khái niệm Sự dao động của chúng ta Chưa từng dừng lại Niệm trước diệt, niệm sau sanh Đây chính là dao động Tần số nhanh thế nào? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Chúng tôi đổi đơn vị bằng dây đơn vị là dây một dây có bao nhiêu lần sống dao động cũng tức là dùng lời nói trong kinh ấy bao nhiêu lần dao động trong một giây hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn tỷ trong một giây tần số cao và nhanh như vậy Chúng ta nắm bắt không được. Quá nhanh rồi. Chúng ta đồng một ý niệm. Biết được chính mình đồng một ý niệm trong ý niệm đó có bao nhiêu lần sanh diệt. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta. 32 ức trăm ngàn niệm Trăm ngàn là mười dạng Ba mươi hai ức nhân mười dạng Thành ba trăm hai mươi ngàn tỷ Một khẩy ngón tay này Một giây có thể khẩy bảy lần Nhân cho bảy Thành hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn tỷ Quá nhanh rồi Chúng ta không cách nào thể hội Vì vậy nhìn thấy cảnh giới bên ngoài Cảnh giới là do ảo tướng sinh ra từ tâm động vốn dĩ không có thứ gì chân thật Giống như nhìn thấy hình ảnh trên màn hình TV vậy Xem TV, hình ảnh trên màn hình đều là do sống dao động sinh ra TV là một giây một trăm lần dao động một trăm lần chúng ta nhìn thấy giống như là thật vậy hoàn cảnh hiện thực của chúng ta mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài một giây không phải là 32 ức trăm ngàn niệm Mà phải nhân với bảy Thành 2 triệu 240 ngàn tỷ Đây chính là thật tướng các Pháp Được nói trong Kinh Phật Chân tướng của tất cả Pháp Là như vậy mà thôi bồ tát biết cho nên bồ tát buông xuống rồi a la hán bích chi phật vẫn chưa biết cho nên các ngài vẫn còn khởi tâm đồng niệm các ngài vẫn còn phân biệt các ngài không còn chấp trước các ngài không chấp trước nữa. Đến Bồ Tát không chỉ không chấp trước mà cũng không còn tâm phân biệt. Nhất định phải đến địa vị pháp thân Bồ Tát. Như thế nào? Ở trong cảnh giới đó không khởi tâm không động niệm. Không khởi tâm không động niệm chính là thiền định. chính là tam ma địa tương ưng với từ tánh vốn định à, tiền định lâu rồi công phu sâu hơn có thể làm được những gì mắt thấy sắc ta nghe tiếng trong lúc thấy sắc nghe tiếng không khởi tâm động điệp trong kinh Phật Gọi người này là Pháp Thân Bồ Tát Thật sự không khởi tâm, không động niệm nữa Nhưng Ngài vẫn còn tập khí của khởi tâm động niệm Tập khí không trở ngại việc Chỉ gây chướng ngại các ngài không thể trở về thường tịch quan nếu đoạn tập khí này rồi Thì các ngài trở về thường tịch quan Trở về thường tịch quan Mới thật sự chứng được vô thượng bồ đề Chứng được quả Phật cứu cánh Quả Phật cứu cánh Trong Kinh Lăng Nghiêm nói trở về vô sở đắc quý vị có đạt được không không có gì cả đó là cảnh giới gì quý vị hoàn toàn trở về tự tánh những gì quý vị đạt được là tự tánh vốn có vốn tự đầy đủ không phải mới có được sau khi minh tâm kiến tánh Điều gì cũng là thành tựu hiện tiền Vô lượng trí huệ Vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Đều hiện tiền Ẩn hiện tự tại Có duyên thì hiện Không có duyên thì không hiện Không hiện chính là thường tịch quan Hiện rồi chính là pháp giới nhất chân chính là thật báo trang nghiêm độ. Vì vậy, đó là sống động, không phải là cứng nhắc. Dịu dụng vô cùng. Vì sao lại hiện tướng để quá độ chúng sanh? Tiếp dẫn Bồ Tát trở về thường tịch quan. Đây là sự nghiệp lớn Chúng ta xem tiếp nghĩa thứ hai Thứ hai Như bài kệ tán Đà Phật Của Đại sư Đàm Loan nói Phật quan phá được vô minh ám nên Phật cũng hiểu trí huệ quang. Câu đầu đồng nghĩa với phần trước. Câu sau thì biểu thị trí huệ quang là một trong những thánh hiệu của Đức Mi Đà. A Mi Đà Phật được tôn xưng là thập nhị quang Phật. Đây là một quang minh trong số 12 quang minh trí huệ quan này có thể phá vô minh không chỉ phá vô minh mà ngay cả tập khí của vô minh cũng được phá rất sạch sẽ và lúc ấy trở về thường tịch quan một cách viên mạng có nghĩa như vậy chúng ta lại xem tiếp niệm lão đã nêu ra nguồn gốc của những kinh văn này cho chúng ta nguyện ngã trí huệ quan câu này là lời văn trích từ bản tống dịch trong năm bản dịch gốc trong bản đường dịch là nguyện được vô lượng quan của như lai đây là bản đường dịch bản tống dịch đơn giản hơn nguyện trí huệ quan của con căn cứ vào đây thì trí huệ quan chính là vô lượng quan giả lại Tuy nêu ra Đức Mi Đà có 12 danh hiệu Nhưng trên thực tế Thì trong mỗi một danh hiệu Đều bao gồm hết những hoàng đức khác Nên biết trí huệ quan Chính là vô lượng quan Chính là vô biên quan Chính là vô ngại quan Chính là vô đẳng quan Chính là, quan, chính là thường chiếu quan Chính là thanh tịnh quan Trong mỗi quan minh đều bao gồm 11 tên gọi còn lại Duyên dung vô ngại Một tức là nhiều, nhiều tức là một Cho nên câu sau Chính là chiếu khắp cõi nước trong mười phương Hoàng minh của Ami Đà Phật chiếu khắp vô lượng vô biên cõi nước chư phật trong mười phương trong đó còn bao gồm chư phật quá khứ chư phật hiện tại chư phật vị lai chiếu khắp tất cả trong cảnh giới ấy Chúng tôi nói là không còn thời gian và không gian nữa Thời gian không gian từ đâu có Từ vọng niệm mà có Trong Al a la gia có thời gian không gian Sau khi chuyển thức thành trí Không còn thời gian không gian nữa Hoàng minh chiếu khắp cho nên câu sau là chiếu khắp cõi nước trong mười phương vô lượng quan là ngang biến mười phương hư không biến là chiếu khắp đây là nói về không gian cố vô giác bất chiếu Không có cõi nào không chiếu đến Hơn nữa quang minh này chính là trí huệ Đại sư Huệ Năng nói với chúng ta Nào ngờ tự tánh Vốn tự đầy đủ Đầy đủ điều gì? Điều đầu tiên là vô lượng trí huệ Tức là vô lượng quan Vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Dùng ba câu này Đã bao quát hết Khắp pháp giới hư không giới trong ấy rồi Trí huệ là năng chiếu Dạng vật là sở chiếu Tất cả dạng vật Trong mười phương cõi nước Là sở chiếu Có thể chiếu soi Phá trừ u ám cấu bận Bởi vô minh của chúng sanh Vô minh là nguyên nhân căn bản để khiến chúng ta trở thành chúng sanh trong lục đạo vô minh từ đâu mà có trong kinh đại thừa thường nói là một niềm không giác có thể thấy được tự tánh là giác chứ không mê đây là phật nếu một niệm không giác kéo theo niệm niệm không giác vậy thì phiền phức lớn đây chính là vô minh không giác sanh tam tế trong một niệm không giác này thì sanh tam tế tướng tam tế tướng chính là a la gia nghiệp tướng chuyển tướng cảnh giới tướng của a lại gia nghiệp tướng chính là năng lượng mà hiện nay chúng ta nói chuyển tướng chính là mặt na thức cảnh giới tướng chính là hiện tượng vật chất chuyển tướng chính là ý niệm khởi tâm động niệm vì vậy đức phật thường nói tất cả pháp đây là nói đến chính pháp giới từ đâu mà có từ tâm tưởng sanh Trong tâm không nghĩ gì cả Thì không còn chính pháp giới nữa Chúng ta tu định Niệm Phật Niệm đến không còn một dòng niệm nào nữa Thì tâm mùi hiện tiền Chúng ta dùng niệm Phật tu được thiền định Gọi là niệm Phật tâm mùi Quý vị dùng phương pháp gì tu thành công? thì kèm theo phương pháp đó vào chính là danh xưng của tam mùi tam mùi có tám dạng bốn ngàn chính là tám dạng bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn vô lượng tam mùi chỉ cần quý vị lìa tướng thì có thể thành tựu không chấp trước cả hai bên có và không có tướng tôi lìa rồi tôi chứng được không không có gì cả như vậy vẫn còn có cái không tồn tại sau khi tu thành không định thì đến đâu đến trời vô tượng ở đệ tứ thiền đệ tứ thiền có trời vô tưởng tu vô tưởng định thì đều đến đó Chưa ra khỏi lục đạo luân hồi Thọ mạng của cõi trời rất dài Dù dài nhưng cũng sẽ có lúc hết Thời gian hết rồi Mà không thể thăng cấp lên Thì sẽ rơi xuống dưới Cho nên ra không khỏi lục đạo luân hồi Kém rất xa so với niệm Phật Niệm Phật có thể giảng sanh thế giới cực lạc Khi thọ mạng hết Thì Đà Phật đến tiếp dẫn Bản thân quý vị rõ ràng sáng tỏ Tường tận thấu suốt Pháp môn này thù thắng Pháp môn này là người nào cũng có phần Chỉ cần quý vị chịu học Thậm chí Là đến ngày cuối cùng khi lâm chung Ta mới tin Ta mới niệm Phật Cũng có thể giảng sanh Chúng ta thấy được cha của Tổng Giám Đốc Tà Đó chính là tấm gương tốt nhất Cha anh ấy là người đại thiện, người tốt Không tin Phật Không niệm Phật Ông không tin Ami Đà Phật Thế giới cực lạc Hai tiếng sau cùng khi lâm chung Anh ta sốt ruột Không giảng sanh Thì phải đến lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi phiền phức rất lớn Cho nên anh ấy lo lắng Thời à, gian sau cùng ấy anh hỏi cha mình cha có tin thế giới cực lạc không có thật đó cha anh ấy gật đầu anh vô cùng vui mừng trước đó hỏi điều lắc đầu thế giới cực lạc có ami đà phật cha có tin không ông cũng gật đầu anh ấy nói được rồi con niệm phật cha niệm theo con Niệm hơn một tiếng Cha anh ấy giảng sanh rồi Tướng tốt giảng sanh hiếm có Lúc ấy có hơn Một ngàn người đến chợ niệm cùng anh Mọi người đều nhìn thấy Tôi nghe nói Có ngửi được hương thơm lạ Có nhìn thấy hoa sen Nhiều người như vậy nhìn thấy rồi Đều tăng trưởng tính tâm Nhìn thấy tình cảnh ấy Họ nói niệm Phật Thật sự không khó Trong kinh Phật nói rất đúng Một niệm, mười niệm sau cùng Cũng có thể giảng sanh Ông lão chứng minh cho chúng ta Ông giảng sanh như vậy tiếp theo là hiển bày diệu dụng của trí quan có thể tiêu trừ ô ám cấu bận cấu minh ở đây chính là ô nhiễm chính là vô minh có thể giúp chúng ta phá vô minh phiền não chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới đoạn thứ hai chính là trừ cấu cứu nạn Tiêu trừ tam cấu minh Minh tế chúng ít nạn Tất xả tâm độ khổ diệt chư phiền não ám Tiêu trừ tam cấu minh soi cứu các hoạn nạn Rời hết khổ ba đường Diệt mọi ám phiền não Chúng ta xem niềm lão chú giải Tiêu trừ tam cấu minh Tam cấu là tên gọi khác của ba độc tham sân si Ami Đà Phật phóng quang gia trì Tham sân si không giấy khởi không còn ý niệm đó nữa Ngài giải thích ở đây Mình là vô tri Tức là vô minh Trong nguyện thứ nhất Của lần câu xã nói Vì các vô tri Có thể che lấp nghĩa chân thật và chứa ngài kiến giải chân thật nên gọi là minh dùng chữ này để miêu tả ở đây Nhâm lão nói rất hay si chính là vô tri lần này chúng tôi tham gia hội nghị hòa bình ở paris họ đặc biệt sắp xếp, xếp cho chúng tôi gặp gỡ những tôn giáo ấy ở trong một phòng hội nghị của liên hiệp quốc người ngồi bên cạnh tôi là đại sứ tòa thánh giám mục của vatican ông ấy ngồi bên cạnh chúng tôi mọi người cùng trò chuyện ông phát biểu cách nhìn của mình thế giới ngày nay xã hội của cả thế giới đều hỗn loạn bất an nguyên nhân chủ yếu chính là chúng sanh vô tri nói rất hay phật pháp nói ngu si thật sự là nguyên nhân chủ yếu bởi vì ngu si vô tri nên họ mới có tham mới có sân hận mới có ngạo mạn mới có nghi ngờ cho nên tham sân mạng nghi đều là từ si mà phát sinh si chính là vô tri lời dạy của đức phật nhằm vào tật xấu này đây gọi là tùy bệnh kê đơn thuốc đức phật nói với chúng ta lục đạo luân hồi từ đâu mà có chính là từ tham sân si mạng nghi biến hiện ra ba đường ác từ đâu có ba đường ác là tham sân si mạng nghi lại cộng thêm quán hận não nộ phiền mười chữ Địa ngục ngạ quỷ xuất sinh Từ đây mà có Đức Phật dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh? Đức Phật dùng trí huệ Trí huệ khởi dụng Tiên biến vàng quả cần dùng thân gì độ được thì hiện thân ấy cần dùng phương pháp gì để giúp họ thì dùng phương pháp ấy đức phật không có pháp nhất định để nói cũng không có hình tướng nhất định tùy theo người mà có khác biệt vậy là được đại tự tại giáo hóa chẳng qua là giúp họ phá mê khai ngộ tức là giúp họ giác ngộ khổ nạn của họ chính là bởi vì vô tri đức phật giúp họ giác ngộ giúp họ biết hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh sau khi hiểu rõ chân tướng họ tự nhiên buông xuống không cần phải khuyên họ. Họ tự nhiên buông xuống thôi. Buông xuống là đúng, không có sai lầm. Nhà Phật nói phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Làm rõ chân tướng rồi. Thế giới này khổ như thế Khi chúng ta nghĩ đến Lục đạo Luân Hồi Trong cõi nước của tất cả chư Phật đều khổ Có lẽ cũng gần như nhau Có tốt thì cũng không tốt hơn được bao nhiêu Thế giới cực lạc thật sự vui Phá mê khai ngộ thì khó, không dễ còn giảng sanh thế giới cực lạc thì rất dễ, không khó. Vấn đề chỉ cần tin được. Khó ở đâu? Khó ở chỗ quý vị không chịu tin. Khó ở chỗ quý vị không có cách đoạn trừ nghi hoặc. Vậy làm sao đây? Kinh giáo chính là như là trước Pháp năm xưa đức phật thuyết pháp đức phật ở ấn độ các đệ tử ghi chép lại pháp do đức phật đã thuyết từ đó trở thành kinh điển dùng chữ phạn ghi lại bắt đầu từ hán minh đế của triều đại nhà hán Mã cho đến nhà đường Tống. Rất nhiều kinh Phật được truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa. Đại thừa Tiểu thừa, Hiện giáo, Mật giáo đều truyền đến Trung Hoa rồi. Những vị đại sư ở Ấn Độ những vị đại đức ở trung hoa tham gia vào công tác phiên dịch dùng chữ viết trung hoa để phiên dịch dùng văn ngôn văn dễ hiểu để viết lại để mọi người đều hiểu được người đọc sách thông thường đều có thể đọc hiểu kinh phật kinh phật đơn giản hơn văn cổ cũng tức là gần với văn bạch thoại vì vậy khi phiên dịch trong lịch sử văn học trung hoa gọi là biến văn chữ biến trong biến hóa biến thông rất đơn giản rất dễ hiểu so với văn cổ tác phẩm thông thường của trung hoa quý vị mở ra đọc rất đơn giản quý vị cảm thấy rất dễ hiểu Rất nhiều kinh điển tiếng Phạn đã thất truyền Đến nay tìm không được nữa Năm xưa khi tôi học Phật Tôi rất nghi ngờ Tôi thỉnh giáo với thầy tôi Là tiên sinh phương Đông Mỹ Vì sao nhiều kinh điển tiếng Phạn Không còn lưu giữ lại thầy nói với tôi đây là lòng tự tin của dân tộc chúng ta có thể khẳng định kinh điển đã phiên dịch thì không phiên dịch sai không dịch sai ý nghĩa được lưu giữ lại hoàn toàn đổi cách thức truyền đạt dùng văn ngôn văn chữ hán của trung hoa để phiên dịch điểm tốt của văn ngôn văn chữ hán trung hoa chính là không bị hạn chế bởi thời gian không gian bất luận là người nước nào học văn ngôn văn chữ hán thì quý vị đều có thể đọc hiểu hơn nữa còn vượt qua thời gian vì sao vậy vì chữ Hán không biến đổi Hai ngàn năm trước hữu hiệu Ngày nay của hai ngàn năm sau cũng hữu hiệu Trải qua thêm hai ngàn năm nữa vẫn hữu hiệu Đây là chữ viết của cả thế giới Chữ viết của mỗi quốc gia, chủng tộc Đều không sánh bằng Trung Hoa Chữ viết Trung Hoa vừa khỏi thời gian không gian Chữ viết của nước ngoài thì không được Vì sao vậy? Vì chữ viết nước ngoài là chữ viết phiên âm Chữ Phạn là phiên âm Chữ Tây Tạng cũng là phiên âm Chữ viết phiên âm bị hạn chế Quý vị xem Các chuyên gia học giả thông thường nói với chúng ta Khoảng 200 năm Chữ viết có sự biến đổi Sự biến đổi rất lớn họ đọc không hiểu chữ viết ấy nhất định phải có chuyên gia dùng chữ viết thời nay để viết lại một lần rất phiền phức hai trăm năm phải viết lại một lần không viết thì không ai đọc được chữ hán thì không như vậy điểm tốt của chữ hán là ở chỗ này người trung hoa có lòng tin Dùng chữ viết của chúng ta để lưu lại Có thể trải qua ngàn năm vạn đời Người đời sau cũng có thể đọc hiểu được Cũng sẽ không hiểu sai ý nghĩa Lợi ích này quá lớn rồi Tôi nhớ vào những năm 1980 Lần đầu tiên về nước tôi đến Bắc Kinh thăm Triều Phát Lão. Hình như là năm 1984. Lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ Đồng Hương. Ông tiếp đãi tôi. Chúng tôi trò chuyện suốt 4 tiếng rưỡi. Mời chúng tôi dùng cơm tối Có khoảng hơn 30 người đi cùng tôi Ông đều mời hết Đãi ba bốn bạn Tôi liền nêu ra Kinh điển chữ Tây Tạng vẫn có một phần Không có trong chữ Trung Hoa Tức là không có trong chữ Hán Tôi nhắc nhở phát lão Phải mau chóng về sang chữ Hán Tương lai mới không đến nỗi bị thất truyền Bởi vì người biết chữ Tây Tạng càng ngày càng ít Sau 200 năm, theo sự Dù vẫn còn kinh điển Nhưng không ai có thể đọc được hiện nay vẫn còn một số người đọc được, mau chống phiên dịch. Đây là việc lớn trong nhà Phật. Kinh điển chữ Bali của Nam truyền gần như chúng ta đã phiên dịch hết rồi. Kinh tiểu thừa hơn ba ngàn bộ. Điều này là đại sư chương gia nói với tôi Trong đại tạng kinh tiếng Hán của chúng ta Kinh Tiểu Thừa so với kinh điện tiếng Bali của Nam Truyền Bên đó chỉ hơn chúng ta khoảng năm mươi mấy bộ Quý vị xem Ba ngàn bộ mà chỉ nhiều hơn năm mươi mấy bộ Gần như là phiên dịch hết rồi Việc này tốt Cho nên phiên dịch chữ Tây Tạng thành chữ Hán Là việc rất cần thiết Điểm tốt của chữ Hán Là lưu truyền được lâu xa Tôi nghe nói trong chữ Mông Cổ Cũng có rất nhiều bộ Mà trong chữ Hán chúng ta không có Tạng kinh bằng tiếng Mông Cổ Có lẽ là phiên dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng Tôi nghe nói Kinh vô lượng thọ Có hơn 30 bạn Những bản ấy Đều là tư liệu tham khảo Quan trọng nhất Hiện nay Người biết chữ Mông Cổ ít hơn rồi Có một vị giáo sư Kim Mà tôi quen biết ông chỉnh lý đại tạng kinh chữ mông cổ tôi giúp ông xuất bản như vậy đại tạng kinh mông cổ lại được lưu giữ thêm một thời gian nhưng nếu không dịch sang chữ hán hai trăm năm sau không ai biết đọc chữ mông cổ cũng không ai biết đọc chữ Mãn Châu Nội dung Đại Tạng Kinh chữ Mãn Châu Có lẽ cũng sắp xỉ với chữ Mông Cổ Đây là điều vô cùng quan trọng Chúng ta chẳng thể không biết Chúng ta xem tiếp bên dưới Trong quyền thứ nhất Của luận câu xá nói Vì chư vô tri Chư là nhiều Quá nhiều sự vô tri Có thể che lấp thật nghĩa Thật nghĩa Chính là Thật tướng các Pháp Chướng ngại tướng chân thật của tất cả pháp rồi và chướng ngại chân kiến chân kiến chính là trí huệ chân thật vốn có trong tự tánh sự vô tri này có thể chướng ngại chân kiến cho nên gọi là minh dùng chữ này để tượng trưng minh tế chúng ách nạn chứng minh có nghĩa là hiển rõ ràng có nghĩa là đủ đầy đủ có nghĩa là thành có nghĩa là thành có bốn ý nghĩa này tế là cứu dứt có nghĩa là vượt qua như qua sông Giúp họ bình an đi qua Đây đều là ý nghĩa của chữ tế Câu kinh văn này Trong bản hội sớ Là quảng tế Kinh văn ở đây là minh tế Nên biết Minh tế có nghĩa là rộng độ Ách là nàng là chướng chướng ngại là trói buộc là nạn có những ý nghĩa như vậy nạn là khổ nạn tai nạn khó khăn nên sự giải thích dễ hiểu về hai câu này giải thích dễ hiểu chính là tiêu trừ cấu ám bởi ba độc tham sân si của chúng sanh chữ cấu ở đây nghĩa là trần cấu ô nhiễm cứu giúp rộng khắp các đau khổ và tai nạn ách nạn nhiều vô số nên gọi là các ách nạn hiện nay chúng ta đọc kinh văn này cảm nhận rất xấu vì sao vậy vì các ách nạn ở ngay trước mắt chúng ta những gì chúng ta nhìn thấy nghe thấy tiếp xúc hàng ngày đều là ách nạn mười năm trước đọc kinh văn này Cảm nhận của chúng ta không sâu sắc như bây giờ Vì sao vậy? Vì vào thời đó có tai nạn Nhưng ít hơn rất nhiều so với bây giờ So sánh hiện nay với 10 năm trước Gần như là nhiều hơn gấp 10 lần 10 năm trước thường nghe thấy tai nạn Cũng chỉ một phần 10 Hiện nay đã gấp 10 lần Về sau Năm sau nhiều hơn năm trước Vậy phải làm sao Không thấy tai nạn có thể giảm bớt Mà chỉ càng tăng lên Càng ngày càng nghiêm trọng Chúng ta may mắn gặp được Phật Pháp Gặp được tịnh Tông Nếu không gặp được tịnh Tông Thì chúng ta không trừ được sự lo nghĩ Gặp được tịnh tông Làm rõ ràng sáng tỏ đối với tịnh tông rồi Không nghi ngờ nữa Thật sự tin Thì chúng ta có lối thoát Chúng ta nhìn thấy tai nạn càng nhiều Tâm niệm Phật của chúng ta càng khẩn thiết Tâm cầu sanh tịnh độ Càng ngày càng kiên định Buông xuống dạng duyên Thật sự buông xuống rồi Giúp đỡ xã hội này Hoàn toàn là tùy duyên Có duyên thì làm Luôn giúp Đức Phật Giáo hóa chúng sanh Cũng tức là giúp chúng sanh Phá mê khai ngộ Liều khổ được vui Không có duyên Thì không miễn cưỡng Như vậy là được Học Phật Phải khai trí huệ Phải phá vô minh phải biến vô tri thành hữu tri Hình như người giác ngộ hiện nay Nhiều hơn 10 năm trước Có lẽ 10 năm trước duyên mà chúng tôi tiếp xúc được khá hạn hẹp hiện nay duyên mà chúng tôi tiếp xúc được rộng hơn niềm niềm của chúng ta phải tương ưng với ami đà phật phải giúp ami đà phật thành tựu hoàng nguyện của ami đà phật rồng độ chúng sanh. Chúng ta gặp được người khác đều phải khuyên người khác niệm A Di Đà Phật, đều khuyên người khác cầu sanh thế giới cực lạc. Điều này rất quan trọng, không thể xem nhẹ. Như vậy tức là họ thật sự tin rồi Biết đầu họ thật sự Có thể tránh khỏi tai nạn Quá giải tai nạn Trí quan của Đức Phật Đều có thể soi cứu Trí quan của Đức Phật ở đâu Kinh giáo chính là trí quan của Đức Phật Tối hôm qua Có một đồng tu Tặng tôi một bộ sách Tôi vừa xem Anh vào năm 22 dân quốc mười lăm quyển thiếu mất một quyển còn mười bốn quyển nội dung đều nói đến nhân quả bảo ứng chia thành mười lăm loại là hoàn hóa xã tặng hoàn hóa xã là do đại sứ ấn Quang sáng lập đưa tôi xem Mong rằng tôi có thể in ấn Tôi nói không thành vấn đề Tôi nhận lời họ Tôi cho in 10.000 bộ đều là sự thật Thiền có quả thiện Ác có ác báo Xã hội ngày nay trở thành như vậy Là do không có ai giảng nhân quả nữa năm xưa tôi vẫn còn nhớ khi tôi còn nhỏ khắp nơi đều nói đến nhân quả đặc biệt là quán trà hiện nay không còn quán trà nữa ngày xưa có quán trà không có việc gì thì ngồi trong quán trà uống trà trò chuyện nghe đại cổ thư nghe kể chuyện nhân quả báo ứng hiếu đệ trung tính đều giảng những điều này thời kỳ kháng chiến vẫn còn sau khi thắng lợi thì không còn nữa tôi không còn thấy nữa thời kỳ kháng chiến có quý vị xuống dưới quê thấy được khắp nơi chỉ cần quý vị vừa bước vào quán trà quý vị liền nghe được có người thuyết thư chúng tôi khi còn trẻ con rất thích nghe nghe kể chuyện đây là nghệ thuật dân gian họ tuyên truyền đạo đức nội dung nói đến thật sự là tuân thủ theo nguyên tắc của phu tử suy nghĩ không có tà sẽ không làm cho quý vị có tư tưởng lệch lạc, sai lầm. Vì vậy, những người thuyết thư ấy đều đang giáo hóa chúng sanh. Tuy thu nhập của họ rất thấp, sau khi kể xong, trên người thính chúng có mang theo một ít tiền lẻ cho vài đồng tiền lúc đó vẫn dùng tiền đồng vậy rất vất vả nhưng việc họ làm là công đức việc họ làm là việc tốt tiếp theo trong sách hồi sớ nói tam cấu là tham sân si ba cấu này làm ô nhiễm tâm tánh đó chính là ô nhiễm ô nhiễm tâm tánh của chúng ta trên thực tế thì không phải tâm tánh là thanh tịnh sao lại có ô nhiễm hình như là ô nhiễm đó là a lại gia chủng tử lưu lại trong a lại gia chủng tử này gây chướng ngại tâm tánh không khởi tác dụng tâm tánh là chân tâm chân tâm không khởi tác dụng ô nhiễm khởi tác dụng cho nên gọi đó là cấu cấu chính là ô nhiễm. Khiến cho chúng sanh mù tối, tức là vô tri. Bởi vì họ bị ô nhiễm rồi. Tâm không thanh tịnh nữa. Tâm không thanh tịnh. Suy thuần những phiền não tri kiến sai lầm này do đó mù mờ vô tri đối với chân tướng sự thật nghĩ sai nhìn sai nói sai làm sai đây gọi là tạo nghiệp nghiệp có thiện có ác nghiệp thiện thì sanh ba đường thiện Nghiệp ác thì sanh ba đường ác Đây chính là lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi từ tâm tưởng sanh Phải biết điều này Trong tả truyện Tả khâu minh có một câu nói Người bỏ lẽ thường thì yêu ma thịnh Hiện nay Chúng ta thấy được câu này rồi Thường là gì? Thường là đạo đức, ngũ thường Nhân nghĩa lệ trí tính Nếu người từ bỏ năm chữ này Trở thành thế nào? Bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô trí, vô tính Họ không phải là người nữa là gì là yêu ma quỷ quái cho nên người từ bỏ ngũ thường không cần nữa thì xã hội liền biến thành yêu ma quỷ quái chính là hiện nay vì vậy giáo dục luân lý giáo dục đạo đức Giáo dục nhân quả Giáo dục thánh hiền Phải màu trống Được trùng hưng Tốt nhất Là bắt đầu từ trẻ em Tôi cũng nghe nói Chính phủ Hồng Kông có thể đồng ý Mở hệ thống trường liên cấp Chỉ là hệ thống trường học này Tự mình phụ trách chính phủ không trợ cấp nếu có điều lệ như vậy có người đang làm làm từ mầm non đến tiểu học lại nâng cấp lên mở trường trung học mở trường đại học cũng có thể mở viện nghiên cứu không có học gì của trường học nhưng có bản lĩnh thật sự chính phủ có thể đồng ý với cách làm này tương lai khi những học viên ấy ra trường chúng tôi tiếp tục mở hệ thống trường liên cấp đào tạo thánh hiền Nơi ấy không có tiến sĩ, thạc sĩ Chỉ có thánh nhân, có hiền nhân Có thánh hiền xuất hiện Thì chúng sanh có phước rồi Thật sự có thể xuất hiện thánh hiền không? Tôi tin thật sự có thể Vì sao vậy? Vì tổ tiên của chúng ta Phật Bồ Tát sẽ hạ phàm. sẽ đầu thai đến nhân gian để cứu đời các ngài ra đời từ đây các ngài có trí huệ lớn các ngài theo sự giải quyết được vấn đề cho nên đây đều là việc tốt đều là tin tốt lành tiếp theo nói là khiến chúng sanh mù tối tức là khiến chúng sanh vô tri là nhân trôi lăn tức là sinh tử luân hồi Lục đầu luân hồi từ đâu có từ đây mà có các ách nạn là quả của nó là tứ sanh trong lục thú lục thú tức là lục đạo tứ sanh thai sanh noãn sanh thấp sinh, quá xanh là nói bốn hình thức sinh sản khác nhau của chúng sanh. Chúng sanh trong lục đạo, Phật quan, lưu lộ rộng khắp Đức thanh tịnh, quan hỷ trí huệ tiêu trừ sự tối tâm của tam cấu trọng chứng nhân tập đã diệt quả khổ sao có thể không dừng đây là bước đầu của lìa khổ được vui phật quan là nói đến giáo dục của đức phật giáo dục của đức phật giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Giáo dục của Đức Phật thật sự thanh tịnh Người học tập được quan hỷ Khai trí huệ Khai trí huệ rồi tam cấu trọng chứng chính là tham sân si tiêu trừ tham sân si rồi nhân tập đã diệt chữ tập này tiêu diệt nhân khổ của tập đế tập đế tập tức là tập kết Tập kết gì? Tập kết phiền não Tập kết nghiệp thiện ác Tập kết thiện Là quả báo ba đường thiện Tập kết ác Là quả báo ba đường ác Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Cho nên đây là nhân khổ của lục đạo Nhân khổ được tiêu diệt Không tạo những nghiệp này nữa Những nghiệp này đều là nhiễm nghiệp Không tạo những nghiệp này nữa Rõ ràng nhất Là chúng ta buông xuống những điều này Thiện ác đều buông xuống Nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ Thật sự Buông xuống nghiệp của lục đạo luân hồi rồi Quả khổ sao có thể không dừng Kết thúc quả khổ trôi lăng trôi lăng chính là lục đạo luân hồi chúng ta vượt khỏi lục đạo luân hồi không còn tạo những nghiệp của lục đạo luân hồi nữa cho nên gọi là quảng tế quản là rộng lớn phổ biến giúp đỡ lục đạo luân hồi thoát khỏi biển khổ có nghĩa như vậy hai câu cuối cùng Lìa hết khổ ba đường Diệt mọi ám phiền não Tiếp đối văn trên để nói Tiêu trừ ba độc Ba độc chính là tham sân si Vậy thì quý vị lìa ba đường ác rồi Vì ba đường ác cực kỳ khổ bậc Đại Thánh rủ lòng từ Nguyện giúp họ thoát khỏi. Nên nguyện đầu tiên trong 48 nguyện, nguyện thứ nhất. Nguyện thứ nhất là nguyện cõi nước không có đường ác. Và nguyện không đọa đường ác. Thế giới cực lạc không có ba đường ác. phàm thánh đồng cư ở chỗ chúng ta là sáu đường ở thế giới cực lạc chỉ có hai đường trời và người không có atula không có la sát không có địa ngục không có ngạ quỷ không có súc sanh cho nên không đọa được ác chúng ta có nghiệp nhân của ba đường ác ở thế giới cực lạc Không có quả báo của ba đường ác Không có duyên của ba đường ác Cho nên tham sân si Được đoạn sạch một cách rất tự nhiên Hơn nữa còn đoạn hết rất nhanh Tham sân si không dễ khởi Cho chúng ta vì sao dễ khởi tham sân si vì dục vọng vô hạn mà tài nguyên thì có hạn cho nên có cầu bất đắc khổ hàng ngày mong cầu thì khởi tâm tham tài nguyên ở thế giới cực lạc quá nhiều quý vị muốn vàng rồng dàn rộng ở thế giới cực lạc dùng để trải lên mặt đất như xi măng của chúng ta vậy quá nhiều rồi quý vị cần để làm gì vì vậy không còn tham vàng rộng nữa báo vật đá quý kim cương ở thế giới cực lạc dùng để làm gì làm vật liệu xây dựng ai lại dùng vật liệu xây dựng vật trải đường đeo lên người chứ không có những thứ này ở thế giới cực lạc nhiều lắm lấy không hết dùng chẳng cạn cho nên khiến quý vị nhìn thấy thì chán sẽ không khởi tâm tham cho nên duyên tốt a Di đà phật thấy đều nghĩ đến quý vị có phiền não tham sân si đến thế giới cực lạc không có duyên để tham sân si rất dễ đoạn trừ không còn ý niệm này nữa Đây là hai nguyện đầu trong 48 nguyện Ở đây nói lìa hết khổ của ba đường hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa của hai nguyện đầu trong 48 nguyện. Ám là tỷ dụ. Vô minh phiền não che lấp nguồn tâm của chúng sanh. Tự tánh là quang minh. Tự tánh lưu xuất ra là trí huệ. tự tánh là sáng hiện nay không còn sáng nữa cho nên đức phật dùng danh từ gọi là vô minh đánh mất quan minh rồi không phải đánh mất mà là có chướng ngại thứ gì chướng ngại phiền não phiền não chướng ngại tự tánh liền trở thành vô minh vốn dĩ là minh nhưng lại trở thành vô minh nó chướng ngại chân tâm của chúng sanh nguồn tâm này là chân tâm chướng ngại rồi che lấp rồi cho nên trở thành vô minh u ám mù tối nên không thấy được vô sở kiến là thấy không được chân tướng thấy được đều là giả tướng hiện nay nhà khoa học dùng thiết bị tối tân nhìn thấy chân tướng của vật chất dùng thiết bị quan sát đo đạt được vật chất là gì vật chất là ảo tướng được sinh ra bởi sống dao động trong tần số cao của ý niệm không phải là thật ảo tướng này chính là căn bản của vật chất gọi là neutrino kích thước của neutrino thế nào không chỉ mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy mà kính hiển vi thông thường cũng nhìn không thấy. Nhà khoa học nói với chúng ta 10 tỷ neutrino tức là con số là 10 tỷ. Tập hợp lại với nhau thể tích của nó bằng một electron electron trong nguyên tử bằng với một electron cũng có nghĩa là vật chất cơ bản này là một phần mười tỷ electron tất cả hiện tượng vật chất của chúng ta đều do nó tổ hợp thành vì vậy trong kinh kim cang nói một hộp tướng một chính là neutrino phật giáo không gọi là neutrino phật giáo gọi là cực di sắc vật chất cực kỳ nhỏ bé sắc chính là vật chất nó không thể nhỏ hơn nữa nếu tách vật chất này ra thì không còn nữa không còn hiện tượng vật chất nữa khoa học thật sự tìm được neutrino phá vỡ neutrino không còn nữa không còn hiện tượng vật chất nữa nhìn thấy gì nhìn thấy là ảo tướng sinh ra từ sống dao động của ý niệm như vậy mới thực sự làm sáng tỏ làm rõ ràng về hiện tượng vật chất nhà khoa học hiện nay đang tập trung tìm vấn đề thứ hai ý niệm ý niệm là gì chúng tôi tin rằng hai ba mươi năm sau cũng tìm được ý niệm là gì rồi sau khi tìm được nói với quý vị cũng không phải là thật đó là hiện tượng thứ hai của a lại gia là chuyển tướng chuyển tướng là gì nó có thể biến đổi cho nên vật chất biến đổi theo ý niệm ý niệm sản sinh ra vật chất ý niệm có thể thay đổi vật chất phát hiện này hay vì sao hay vì mọi người thật sự tin rồi dùng ý niệm có thể giúp thân thể khỏe mạnh có thể trị liệu bệnh tật không cần phải dùng thuốc men cũng không cần dùng thuốc bổ đều không cần ý niệm ý niệm tốt thì quý vị có sức khỏe tốt ý niệm tốt thì hoàn cảnh sinh sống tốt. Hoàn cảnh sinh sống ấy không có tai nạn. Thế giới cực lạc không có tai nạn. Vì sao vậy? Vì tâm của mỗi người đều tốt. Tâm làm thế nào mà tốt? Niệm Ami Đà Phật. Hiện nay chúng ta biết ý niệm tốt nhất trong vũ trụ là niệm Ami Đà Phật. Ý niệm này quá tốt rồi. Ý niệm này tạo thành thế giới cực lạc Vì vậy khởi tâm động niệm Ý niệm gì cũng không sánh bằng Đà Phật Bây giờ chúng ta mới tìm được Mới phát hiện Sau khi tìm được thì phải nắm bắt Không thể để ý niệm đó mất đi Một ý niệm nối tiếp một ý niệm đều là Đà Phật Vậy thì đúng rồi Trong kinh vô lượng thọ này nói Khi người thế gian chúng ta Gặp phải nguy cấp Lúc nguy hiểm Đà Phật khuyên chúng ta Niềm quán thế âm Bồ Tát Nguyên lực của Bồ Tát Quán Thế Âm rất lớn, cứu khổ cứu nạn. Quý vị theo sự niệm Ngài. Ngài thật sự cứu quý vị. Tức là phải có tính tâm kiên định. Hết lòng nương nhờ, Bồ Tát Quán Thế Âm phù hộ quý vị. Đoạn kinh văn này chúng tôi in thành một tấm thẻ nhỏ. Tấm thẻ nhỏ in quán âm ngàn tay. Mong rằng nhắc nhở mọi người Gặp phải nạn nguy cấp Thì thật sự hiệu quả Buồn xuống tất cả dòng niệm Nhất tâm chuyên niệm Nam mô quán thế âm Bồ Tát Đây là Amida Phật khuyên chúng ta. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta Tuyệt đối không phải là giọng ngữ Người tin thì có phước rồi Người không tin thì bỏ lỡ ngay trước mặt Vậy thì rất đáng tiếc Trí quang của Đức Phật ví như mặt trời trí của đức phật có thể soi sáng phá trừ vô minh phiền não như mặt trời phá tan bóng tối nên gọi là diệt mọi ám phiền não chúng ta thực sự làm sáng tỏ thực sự làm rõ ràng rồi giải quyết tất cả khó khăn gian nan thì chỉ một câu Phật hiệu này thật sự có hiệu quả chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới đoạn thứ ba là khai huệ đạt thiện hiệu quả càng ngày càng thù thắng khai bị trí huệ nhãn hoạch đắc quang minh thân bế tắc chữ ác đạo thông đạt thiện thú môn khai trí huệ nhãn họ đạt được thông quang minh đóng bích các đường ác thông đến cửa đường thiện trong cửa đường thiện đường thiện bậc nhất chính là thế giới cực lạc chúng ta xem chú giải của niệm lão hai câu đầu khai bị trí huệ nhãn hoạch đắc hoàng minh thân tác dụng của mắt là thấy nên thường dùng mắt biểu thị cho cái thấy cái thấy này là cách nhìn của chúng ta cách nhìn đối với nhân sinh Cách nhìn đối với vũ trụ Cách nhìn đối với tất cả Pháp thế gian và suốt thế gian Đều gọi là thấy Thường ví dụ Trong Kinh Phật Thường dùng ví dụ nói Bát nhã như mắt Các độ khác như mù loà Lục độ Lục ba la mật trong lục ba la mật, Bát nhã ba la mật là quan trọng nhất. Vì sao vậy? Vì đó là trí huệ. Năm độ còn lại: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Năm độ này. Nếu trong năm độ này không có trí huệ Bát nhã thì những gì tu được là phước báo. phước báo trong trời người nếu có trí huệ có trí huệ là gì quý vị tu năm độ trước mà không chấp trước tướng của tu năm độ tức là nói bố thí tôi không để bố thí ở trong tâm bố thí xong rồi thì tâm địa thanh tịnh không để ở trong tâm đây là bát nhà trì giới cũng như vậy Trì giới không chấp tướng của trì giới Chấp trước thì hỏng rồi Phân biệt thì hỏng rồi Không có phân biệt Không có chấp trước Nhẫn nhục cũng thế Trinh tấn thiền định đều như vậy Trong đó có bác nhã Đó chính là pháp môn tu của Bồ Tát sáu điều này là cương lĩnh trong mỗi điều đều vô lượng vô biên quý vị nói về bố thí bất luận là bố thí tài bố thí pháp bố thí vô quý thì vô lượng vô biên chúng sanh đều được lợi ích của sự bố thí làm nhiều việc tốt như vậy nếu để trong tâm thì tâm bị ô nhiễm rồi. Không còn trí huệ nữa. Không để trong tâm là trí huệ. Tâm địa thanh tịnh trong sạch, không nhiễm một bụi trần. Làm vô lượng vô biên công đức. Sự thành tựu này là công đức được tích lũy trên quả địa thành Phật. Gọi là tích công lũy đức. Từ đây mà có Người thông thường chúng ta Đều không có trí huệ bác nhã Việc đã làm vẫn ghi nhớ ở trong tâm Lại còn ghi ra những việc đã làm Tìm quyển sổ ghi lại Đó chính là công quá cách Mỗi ngày tôi làm bao nhiêu việc tốt Là bao nhiêu việc không tốt ghi ra So sánh hai điều Đó là gì? Đoạn ác tu thiện Bước đầu thì dùng phương pháp này sau khi dùng quen rồi thì không thể dùng nữa. Vì sao vậy? Vì phải thăng cấp. Đây là việc làm của học sinh tiểu học. Lên đến sinh viên thì không cần nữa. Đến Bồ Tát không cần nữa. Bồ Tát đoạn ác nhưng không chấp tướng của đoạn ác. Tu thiện mà không chấp tướng của tu thiện. Tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng. Không có phân biệt, không có chấp trước. Đó là Bồ Tát. vì vậy ví dụ này rất hay trong môn thường nói trong môn là thiền tông trong thiền tông thường nói tham phương cần có mắt tham phương kháng giáo cần có mắt kháng giáo đây đều là dùng mắt để biểu thị chánh kiến của bác nhã mắt ở đây chính là bác nhã ba là mật Tham phương là tham học Tức là tham hỏi cao nhân Thỉnh giáo với Ngài Quý vị gặp được cao nhân Nếu quý vị không có trí huệ Thấy đều chấp tướng Vậy thì cao nhân khai thị cho quý vị Thuyết pháp cho quý vị Đều biến thành tri thức Vì sao vậy? Vì không khai ngộ Quý vị dính tướng rồi Nếu không dính tướng Thì rất có thể Ngay trong vài câu nói Mà quát viên đại ngộ Vì sao? Vì tâm họ thanh tịnh Bình đẳng Giác thì không mê Cho nên mắt tham phương chính là bát nhã ba la mật Đây là tham học Tức là thịnh giáo giới cao nhau tiếp theo là cấp bậc thứ hai là kháng giáo giáo là kinh giáo kháng giáo chính là đọc kinh xem kinh đọc kinh nếu xem kinh mà không có định huệ thì không thể khai ngộ vì vậy kháng giáo chúng ta nói là đọc kinh vì sao phải thâm nhập một môn quân tu lâu dài đây chính là kháng giáo một môn tập trung sức chú ý của quý vị thâm nhập một môn quân tu lâu dài là nói đến tu địch một ngày xem 8 tiếng 10 tiếng giống như xem đại kinh kinh Quan Nghiêm một ngày xem 8 tiếng xem một lần mất bao lâu Cần khoảng 20 ngày 20 ngày xem hết một bộ Một ngày xem 8 tiếng đến 10 tiếng Kinh văn dài 99 quyển Nếu không chấp tướng không để trong tâm xem được rõ ràng sáng tỏ tường tầng thấu suốt tâm địa thanh tịnh trong sạch không nhiễm một trận quý vị hỏi họ điều gì họ cũng biết quý vị không hỏi họ họ không biết gì cả thật sự là như vậy họ được định rồi định này gọi là qua nghiêm tam bụi họ xem kinh quan nghiêm để tu định vậy ngày nay chúng ta xem kinh vô lượng thọ để tu định chúng ta xem chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ được định gọi là niệm phật tam muội đây là pháp môn niệm phật tam muội thành tựu rồi tâm địa thanh tịnh trí huệ dần dần thấu suốt không định thời gian nào gặp được đại triệt đại ngộ thì minh tâm kiến tánh minh tâm kiến tánh thì tốt nghiệp thành phật rồi vì vậy đây là phải có mắt kháng giáo nói đơn giản về mắt kháng giáo chúng tôi cũng thường xuyên nói không phân biệt không chấp trước không khởi tâm không động niệm đây gọi là mắt kháng giáo khi tham học gọi là mắt tham phương không có khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước luyện ở đâu trong mọi lúc khắp mọi nơi khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần luyện công phu ở chỗ này Mắt thấy sắc Mà không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Nếu thật sự làm được bốn câu này Thì thành Phật Vẫn còn khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Là Bồ Tát Thấp hơn Phật một bậc Vì vậy Bồ Tát chính là tu Không khởi tâm, không động niệm Tu khi tai đang nghe âm thanh Mũi đang ngửi Tu trên mùi vị Lưỡi tiếp xúc thức ăn Tu trên chua ngọt đắng cay mặn Thân thể đang tiếp xúc Ý căn đang biết pháp Rõ ràng sáng tỏ Tường tận thấu suốt không chấp trước không phân biệt không chấp trước sự tu hành này là học tập linh hoạt không phải cứng nhắc chúng ta dùng phương pháp đọc kinh này đây là pháp phương tiện dùng phương pháp này giúp chúng ta Vì sao? Vì Đức Phật đã nói điều này rất rõ ràng Nói trong Kinh Bát Nhã Tất cả Pháp vô sở hữu Rốt ráo không Chẳng đạt được Phải hiểu rõ những câu nói này Mới biết được sáu căn Ở trong cảnh giới sáu trận Thì không nên khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm là sai rồi Khởi tâm động niệm là vô minh phân biệt chấp trước chính là tạo nghiệp khởi tâm động niệm làm mê ở chỗ này dùng ám để làm ví dụ so sánh tức là không giác tức là vô tri không khởi tâm không động niệm rõ ràng sáng tỏ có thể làm được không làm được nếu nói không khởi tâm không động niệm nhưng tôi không thấy rõ tôi không nghe rõ nhìn mà không thấy nghe mà không nghe đó là gì đó là vô minh hỏi quý vị điều gì cũng không biết vì vậy quý vị xem người tu hành họ lợi hại họ nhìn thấy rõ ràng nghe được rõ ràng quý vị hỏi họ họ đều biết nhưng họ không có khởi tâm động niệm tâm của họ là thanh tịnh họ không có bị âm thanh đó không có bị tướng bên ngoài làm ô nhiễm đó là chân tu chân tu không thể rời khỏi người diệt vật rời khỏi người diệt vật thì quý vị đến đâu để tu đào một sơn đồng vào đó ngồi xếp bằng vẫn là chấp lấy tướng của sơn đồng đó đều là công phu chưa đến nơi đến chốn công phu đến nơi đến chốn thì không cần làm những việc ấy mà ngay trong cảnh giới huấn luyện không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước trình độ tông có phương pháp tốt nhất là nắm chắc một câu ami đà phật không khởi tâm không đồng niệm, khó làm không được không phân biệt không chấp trước cũng không dễ chúng ta chỉ nắm chắc một câu ami đà phật ngoài ami đà phật ra thì thảy đều buông xuống sẽ nhanh chóng gặp được đức phật gặp đức phật thì quý vị thật sự vui vẻ vì sao vậy vì chính mình biết rất rõ rất sáng suốt tôi đã ghi danh đăng ký ở thế giới cực lạc rồi nơi đó có phần của tôi khi thọ mạng của tôi hết thì Di đà phật nhất định đến đón tôi thọ mạng chưa hết gặp phải tai nạn tôi thật sự muốn đến thế giới cực lạc Ami Đà Phật cũng sẽ đến đón tôi. Khởi tâm đồng niệm của chúng ta, Ami Đà Phật đều biết. Cho nên Ngài sẽ phân thân, hóa thân Đến đưa chúng ta đi Tông môn giáo hạ Tham phương là tông môn kháng giáo là giáo hạ đều là dùng mắt để biểu thị cho chánh kiến của bác nhã chánh tri chánh kiến dùng điều này để biểu thị thêm nữa phần thập nhãn trong phẩm ly thế gian của kinh hoa nghiêm ngoài ngũ nhãn ra thứ sáu là trí nhãn vì thấy biết được các pháp Trí nhãn có thể thấy tất cả pháp Thấy chân tướng của tất cả pháp Chân tướng chính là thật tướng Tướng chân thật Tướng chân thật pháp này Là giả có Không phải là thật có Giờ chúng ta xem tivi sắc tướng trên màn hình tivi không phải là thật có thật là ý nghĩa gì thật là không sanh không diệt tướng trên màn hình là giả một giây sanh diệt một trăm lần không phải là thật vì vậy chúng ta đối với sắc tướng trên màn hình sẽ không phân biệt chấp trước nhưng có khởi tâm đồng niệm không có phân biệt chấp trước vậy là tu hành thật sự tu hành người thông thường người thông thường có phân biệt chấp trước nhìn thấy biểu diễn trong tivi họ cười thì quý vị cũng cười theo họ khóc thì quý vị cũng khóc theo đây là gì quý vị có phân biệt chấp trước quý vị bị họ dối gạt sai rồi tivi là giả chúng ta quay đầu nhìn lại hoàn cảnh hiện thực cũng không phải là thật như vậy thì có tiến bộ rất lớn thăng cấp lên Phần thập nhãn trong phẩm ly thế gian Đã viết ra ở chỗ này Thứ sáu là trí nhãn Thấy biết các pháp Thứ bảy là quang minh nhãn Vì thấy quang minh của dư Phật Thật sự nhìn thấy Phật quang thường chiếu Người thông thường chúng ta nhìn không thấy Vì sao các ngài có thể nhìn thấy Vì tâm các ngài thanh tịnh Các ngài có chân thành Các ngài có cung kính Cho nên các ngài nhìn thấy Phật quan Thứ tám Xuất sanh tử nhãn Ra khỏi sanh tử Vì thấy Niết Bàn Niết Bàn là tiếng Phạn Dịch sang nghĩa nước ta là không sanh, không diệt. Cũng có chỗ dịch là diệt. Dịch ra diệt nghĩa là diệt phiền não. Như tiểu thừa, đoạn kiến tư phiền não gọi là nhập bát niết bàn. Bát niết bàn của tiểu thừa. Bát niết bàn của Bồ Tát đại thừa. Phải phá vô minh phiền não phá căn bản vô minh mới có thể trở về thường tịch quan trở về thường tịch quan chính là nhập đại bác niết Bạn, bác niết Bạn của đại thừa tiếp theo là thứ chín vô ngại nhãn vì những gì nhìn thấy không bị chướng ngại không có chướng ngại quý vị có thể nhìn xuyên qua bức tượng cũng có thể nhìn xuyên qua núi lớn không có chướng ngại có thể thấy được cõi nước của tất cả chư phật trong mười phương đã nói ở trước Xem định lực ấy của quý vị Công lực tu hành Định càng sâu Càng thấy nhiều Chướng ngại trừ được càng nhiều Đây là thuộc về vô ngại Thứ mười Nhất thiếu trí nhãn Cũng gọi là phổ nhãn vì thấy Pháp giới phổ môn Phổ nhãn hiện tiền Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm vậy Có thể thấy Vô lượng vô biên Cõi nước của tất cả chư Phật trong mười phương Thấy được toàn bộ Ở kinh này nói là trí huệ nhãn Có thể giải thích là huệ nhãn và trí nhãn trong thập nhãn Thứ sáu là trí nhãn Cũng có thể hiểu là trí huệ, đức tướng của Như Lai mà chúng sanh vốn có đó chính là phật nhãn đây là nói trinh lý là thật không phải giả dạ. chúng ta phải ghi nhớ câu này trong kinh hoàng nghiêm nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của như lai tương đồng với ý nghĩa của câu này trí huệ đức tướng của như lai mà chúng sanh vốn sẵn có từ đây có thể biết được đó không phải là từ bên ngoài mà được từ bên ngoài thì tu không được tu từ bên ngoài có thể có một chút tiểu thần thông không phải là trí huệ chân thật đó là sai lầm phật pháp các giới các ngoại đạo chính là phật pháp tu từ bên trong phật pháp không tu từ bên ngoài hoàn toàn là khai phát tự tánh phá trừ phiền não trí huệ đức tướng của tự tánh tự nhiên hiện tiền như vậy mới gọi là phật giáo rời khỏi tự tánh thì không có pháp nào có thể đạt được cho nên phật pháp được gọi là nội học kinh điển được gọi là nội điển không cầu ở bên ngoài chúng ta nhất định phải biết điều này cầu mạnh khỏe cầu sống lâu cầu thoát khỏi luân hồi cầu liễu sanh tử hết thảy đều ở trong không nằm bên ngoài bên trong có vô lượng trí huệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hảo không có cầu từ bên ngoài chúng ta nhất định phải biết điều này trí huệ đức tướng này của như lai chính là phật nhãn Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta Học tập đến đây thôi Hết tập 210 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều sanh nước cực lạc Sớm viên thành Phật quả Đồng độ khắp chúng sanh Nam Mô A Mi Đà Phật